Hello anh em, chúng ta lại gặp nhau vào một buổi tối cuối tuần. Hiện tại mình đang chơi game vào buổi tối hôm nay thứ bảy anh em ạ. Đây chúng ta quay lại với một clip Horizon Zero Dawn phần thứ XXX, chả nhớ phần thứ bao nhiêu nữa rồi. Thì đây, mình vừa mới thay một cái bộ đồ cho nó khác với cái bộ đồ mà mình mặc đi. Cái bộ này nó quá bá rồi, giờ mình mặc thử sang cái bộ này để xem có gì hay ho không. Tại vì ở đây nó có một cái dòng nó ghi là mặc cái bộ này thì mình có thể nó tự hồi máu cho mình, mặc dù là không xịn bằng cái bộ giáp kia đâu. Bộ giáp kia nó tự hồi máu mà nó còn hồi nhanh cơ, nên thôi mình cứ mặc xem sao. Ở đây chúng ta đi tiếp với cái quest như này. Quest này sẽ đi theo một nhóm 3 người. Cái nhóm này có vẻ là cái nhóm mà chuyên đi tiêu diệt cái bọn đâu nhỉ, đây cái này. Nhìn con này rất là ghét. Đây chính là cái con mà gây ra cái virus Diamond và cái lũ quái này của mình. Nó đang phóng cái virus này. Không những thế mà những con quái này ấy, nếu mà trong phạm vi bán kính ảnh hưởng của cái con Tower Control này này, nó sẽ còn hồi máu được cho con quái này nữa cơ. Nên bắt buộc là mình phải giết con này trước. Đấy. Bây giờ chúng ta nói chuyện với mấy ông này đã. We were born ready. Let's go get them, Flaming Skulls. Nope, that's awful. It is a pretty bad name. Good effort, Orokai. Forget it. Let's just go kill something. Let's go kill something. Ok. Mình phải tìm một cái góc nào mà có thể nhắm được vào cái đằng sau lưng này đã. Không nhắm được rồi. Đây, ở đây nhắm được. Chúng ta có hai cách để hạ gục nó. Một là bắn vào cái bình năng lượng này. Đấy. Thế là nó sẽ... Ui. Chết rồi. Con gì đang đuổi mình? Stalker à? Ở đây có Stalker. Bộ Stalker mà còn bị Diamond nữa thì nó mạnh lắm. Đứng lại. Chết chà, quên mất. Mình đang mặc cái bộ này không thể liều lĩnh được. Mình đang không mặc giáp. Quên đấy. Còn Stalker đâu rồi? Đây rồi. Mày chạy đâu, mày chạy đâu? Rồi, nó cháy không? Giết. Rồi. Đúng lại thì đơn giản thôi. Đây anh em có thể thấy là nó... Cái bộ giáp của mình đang hồi máu nhá. Mặc dù nó hồi rất là chậm, chậm hơn rất nhiều. Nó chậm hơn rất nhiều so với cái bộ... Anson. Cháy đi. Xong. Đấy, nó đang hồi kìa. Hồi chậm quá. Hồi này rất là chậm đấy. Nó được lợi cho mình hai cái slot để mình lắp đồ vào. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải cẩn thận hơn trong những màn combat. Ui, 60% handling coin. Coi xịn đấy. I don't know about you three, but I feel better. Aloy, did you get that component? Check thử xem cái sáu mấy phần trăm handling là cái gì? Cộng đam, cộng sốc, cộng free. Ok.
cái này thích hợp lắp ở đâu nhỉ? Đây, 60% handling thì nó chỉ có 2 dòng thôi. Đam, sốc và free à? Sốc và free là vũ khí nào có cả, sốc cả free nhỉ? Không có. Thôi kệ. That's another part down. One more and you'll have what you need to pay off Bergrund. Chỉ cần một một lần nữa thôi là mình đủ. I don't believe we're really going to get out of here. Honestly, I wasn't sure we'd survive a week without Nekoni. But here we are. Who's Nekoni? Nekoni was she was a friend of ours. She challenged the chieftain for control of our of the Werak. She didn't make it. No. If you're going to tell this story, tell it true. She was murdered. Tự nhiên lại kể chuyện về một cô gái xong rồi hé lộ cái vấn đề gì đây? Nhưng mà thôi, tao không muốn nghe đâu. I'm sorry for what you've been through. It's nice to be heard. Thank you, Emily. Look, it doesn't matter, okay? Tính ra thì 50 clip cho một con game là cũng hơi dài nhỉ anh em nhỉ. Cứ giả sử như là mỗi một ngày mình up một clip đi. Thì có khi phải một hai tháng để hoàn thành một con game. Trong khi clip game của chúng ta có rất là nhiều. So, where to next? There's a lake just west of here. Bộ đồ của Aloy nhìn buồn cười. To find a snapmall fang. We'll meet you there. If you beat us there, just wait by the campfire. We'll be along. Ok, chúng ta sẽ đi theo đuổi tiếp cái quest này. À, tiện thể mình tìm cái animal figure đã, xem ở trong chỗ nào gần đây. Chuẩn đấy. Kìa, chắc là kia rồi. Không phải. Đây đây đây, nó đây, nó đây. Màu tím này chắc là nó rồi. Yeah. Ok, đã tìm đủ figure. Rồi. Ủa, đã đủ quái đâu. À đây, figure đây. Và mình còn hai cái Pikmin nữa. Hai cái Pikmin nữa. Cái Pikmin nữa ở đâu? Một cái ở đây. Trông có vẻ khó tìm với một cái ở trên này. Căng nhở. Ok. Chúng ta tiếp tục với cái chuỗi quest này. Đây, cái này sẽ dẫn chúng ta đến, chắc chắn là đến chỗ này rồi. Nhưng mình còn hai cái tháp nữa mà. Một cái tháp này với một cái tháp trên này nữa. Đây, trên này cũng còn cái tháp nữa này. Ok. Cứ đi thôi. Hiện tại thì cái quest chính của phần DLC này thì chắc cũng chỉ còn một quest nữa là hết rồi. Cho nên hiện tại mình muốn là đi hoàn thành nốt những quest phụ để kiếm mấy cái trophy lẻ lẻ. Trophy Hunter mà. Con dê. Với lại thực ra cũng phải đi làm thêm quest phụ nữa thì mới có đủ điểm kinh nghiệm để lên level chứ. Hiện thì mình đã sắp lên level 59 rồi đây. Và xong level 59 là level 60. Là một cái điểm trong khi cuối cùng. Trong khi bắt mình lên level 60. Tháp tiếp theo này không biết là có những con quái nguy hiểm đến mức nào nữa đây. Ơ, mình đến đây rồi nhưng mà không thấy ai cả. À, nó bảo mình đợi. Đây, mấy người vừa rồi đấy. À, đến đây đánh mấy con snapmore, mấy con cá sấu ấy. After our last conversation, we had a lot to think about. I can imagine. Just one more hunt. Then your debt is paid and you three can make your way south. Ready? Huntress, the sunshine snowshoes await your signal. Kiểu mình đang đi giúp mấy ông này đi săn nguyên liệu. I'm almost
Sau đó mấy ông này đi bán đồ và có thể trả được món nợ. Và họ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thật đến cả mình cũng càng muốn rời khỏi đây nữa là. Rồi. Nấp ngay. Rồi, đánh con quái này trong khu vực này thì làm sao mà. Ôi dồi ôi. Lao đến đây luôn, chưa kịp làm gì nó đã lao đến đây rồi. Cháy đi. Một con chim thứ hai. Đau mày. Chạy. Giật dẹo chưa? Vô tình ở đây lại có mấy con quái. Không ổn một tí nào. Đây, ra đây giúp mấy người này đã. Bị KS không ạ? Không được rồi. Để xem nào. Cái vùng này có rất nhiều mình để ý đây để có ba cái. Có 3 ngọn tháp luôn đấy. Mình phải đi giết mấy ngọn tháp này trước đã, chứ nếu không thì nó hồi máu là mình không thể nào mà giết được bọn này đâu. Xong. Cái tiếp theo ở trên này. May là có đội kia thôi, nó cầm chân cho mình. Để mình đi làm nhiệm vụ này. Cái thứ hai đây. Cái cuối cùng ở tận kia. Ui, lạnh quá. Đang recharge. Xong rồi đây. Chúng ta quay lại giúp đội kia thôi. Mày chết. Một khi đã bị đóng băng rồi thì toang rồi con ạ. Một thằng. Yeah. Hai thằng.
khu vực này rất là rộng, có cái lẽ mình phải đi giết hết tất cả cá sấu ở trong khu vực này à? Rộng thế. Chúng ta phải đi vòng quanh khu này với giết hết tất cả cá sấu à? Cold. Very cold. Bọn kia nó còn không hướng dẫn cho mình là phải đi giết quái ở đâu, mình tự đi à? Tại mình nhớ gần đằng góc đằng này vẫn còn con nữa. Góc xa xa này vẫn còn một con cá sấu nữa. Rồi, tự mình giết được, không sao cả. Easy. You're not gonna like this. Sao này chơi em mày? Nó còn chả thèm sang đánh mình cơ. Khổ thân, tại vì chắc là có lẽ theo như lập trình thì nó không thể rời xa được khỏi cái chỗ được lập trình cố định của nó. Nó chỉ ở được bờ bên đấy thôi, nó không bơi sang bên này hay sao ấy. Bắn nhiều quá ngất. Ok, xong. Chả quét. There. That's the last of Bergren's parts. Looks like you three are out of debt. For now. Until Orkai breaks something else. It was one time! You make a nice shaman, Aloy. Thanks for lending a hand. Maybe we'll meet you in the Sundom sometime. I guess this is goodbye. How does it feel, putting Banuk lands behind you? The only thing I would have missed is already gone. Let all those rotten Bonor suckos freeze to death. That's a little much, Urkai, don't you think? Nukoni, friend, guide. When Onukut took her from us, it felt like he stripped us of our identity. Strange. What is it to be Banuk after Banur forsakes you? How do we decide who we are? How about you, Aloy? Who do you think we are? What will you remember of us? You do more than just survive. You believe in something, and you're willing to fight for it. Nukoni was willing to die for it. I like that. Nukoni dreamt of a Werak without shamans or chieftains, and we might be that dream. Nukoni's arrows. That's what we are. Shot from her bow in the north, to hit her target in the south. I know I'm not part of the Werak, but that's the best suggestion I've heard since I met you three. Yes. Nukoni's arrows. We will try to fly true. Thank you, Huntress. Oh, có vẻ như chuỗi quest này hết rồi à? Chúng ta sẽ trở về nói chuyện với Bergren. Thế thì vẫn còn một cái ở tận mãi đây. Mình sẽ phải tự đi đến đấy lấy à? Thôi rồi, quay về đây chả. Ủa, có dấu chấm than mới, tức là lại quét quét mới kìa. À, cái gì đây? Chuyện gì đây? As we are bound by laws, you are bound by wire. Yet your crime was the act of killing. So we must drive you out.
Away from the Werek, from protection, from our songs. My chieftain, Copelon, am I not your favored fighter? Do you not recognize me from this tooth you knocked out? How many times have I pulled you from danger by your neck? Made excuses for your behavior? You are my favored! But the shaman is decided. While you wait for exile, think. Ok, thằng này không hiểu nó bị tội gì mà chuẩn bị, nó bị Who among us? Nó chuẩn bị cho đi đầy luôn. From an outlander. Not I, but I did not kill him. Hush, hush. You can tell your story to the ice. Nghi lễ xóa tên. Đi tù đầy. Chắc là mình sẽ giúp thằng này làm việc gì đó đấy. Nào, kể câu chuyện của mày đi, Inatut. You took Artok's mantle. It's mine now. I would like to see that fight. They said that you killed someone. Perhaps I did. Even my chieftain accepts that it must be so. That's not the way it works for me. Want to tell me your story? I did fight with a Karja hunter to settle a challenge. That much is true. He was strong and damn quick. We traded punches. Good punches. Hard punches. And the next thing I remember... gray morning light. And the Karja beside me, with his head broken open. But the blow was not by my hand. Rồi, ok. Ta sẽ đi điều tra cho. Be honest. You haven't got a good defense in Inatut. I've heard that one before. Where did the fight happen? A clearing, just outside the Karja Outlanders camp. You should talk to them. They wouldn't hear me out. They say no one else could have been there, other than me and the dead man. The shaman consulted the signs in the snow and agreed. I'll see what I can find out. And I'll be back. I'll be here. What else am I gonna do until the horn gives a call for my exile? Thanh niên này ấy. Để coi. Đây, ở đây. Thanh niên này đang bị buộc tội giết người bởi vì trao đổi chiêu thức với một cái ông nào đấy của một tộc Kaza. Đang đánh nhau thì tự nhiên ngất đi, xong lúc tỉnh dậy thì thằng kia nó chết bố rồi. Chắc chắn là ông đấy quả quyết là mình không phải là thủ phạm. Bây giờ mình đang phải đi điều tra đây. À, Bergrand đây. Bergrand, how'd your investment pay out? Quite handsomely, thanks very much. Do you know those three crazy Manuk are calling themselves Nukoni's arrows now? Well, now that I have those parts, I can pay off a debt of my own. So they've gone south then? Aye, that they have. I've got a friend in the Sundom by the name of O'Tur. He owes me a favor. Old O'Tur is a machine scavenger. A pretty competent one. So I sent them to learn from the best. Or at least from the pretty competent. Well, we work with the resources we have. Speaking of which, here, a token of my gratitude. Xong chuỗi quét của ông này. 10.000 kinh nghiệm, 3 blue flame và 1 reward box. Level 59. Rồi, chúng ta còn 169.000 điểm kinh nghiệm nữa để lên level 60. Ok. Skin thì mắc hết rồi, làm gì còn cộng cái gì để mà cộng nữa. Quét phụ đấy, cũng chả là chỉ còn mỗi quét này thôi. Quét này thì sẽ là quét chính này. Chúng ta sẽ tiến vào cái ngọn núi Thunder Drum. Rồi, ta sẽ làm quét này nhá. Mình rất muốn là đi lấy nốt hai cái Pikmin còn lại. Nhưng hai cái Pikmin còn lại là ở chỗ khó quá. Hai cái Pikmin còn lại và một cái Control Tower nữa. Làm cái quest này kiếm điểm kinh nghiệm.
chính là cái chỗ mà ngày xưa mình đến đây. Chỗ này đúng không? Chuẩn rồi. Nói chuyện với đội Kaza này. Huntress, what business do you have with us? I was asked to look into the murder of a Karja hunter. What happened? It's plain as day. A drunk Banuk thug picked a fight with Ruas, struck him down from behind and stole his headdress. The accused man says that he didn't do it. You're not going to get anything useful out of the Banuk, whether they talk to you or don't. They gather up like cloaks in a chill wind every time a hunter dies out here. Won't even hand Ruas's killer over for a proper trial. A proper trial? To fill his mouth with salt, and hold him up for the sun to consider over days. If it is Clement, it may only take his sight, or his wits. Chúng ta sẽ đi điều tra cái xác luôn. Where did you find Ruas's body? There's no hunt, girl. Nothing to pick up. Humor me. I'm a good tracker. Down the rise to the west, there's a clearing. But a grazer herd couldn't have trampled it better. And if that barbarian gives up Ruas's headdress before they cast him out, let me know. It's valuable. Prince Edelman escaped Sunfall. Praise the Sun King for saving him without bloodshed. Chúng ta sẽ đi điều tra nơi phát hiện ra cái xác nhá. Xem có tìm được điều gì bất thường không? Chắc chắn là mình sẽ tìm được thôi. This is it. Snow's been disturbed blood on the snow. Vết máu đây này. This is where Ruas fell. It does seem that only two people fought here. Not looking good for Inatut. That was used for the killing blow. Một nhánh cây. Didn't try to hide the weapon. Question is Inatut the kind of fighter who hits from behind with a tree branch? Cái thằng nạn nhân là bị đánh từ đằng sau bằng một cái khúc cây. Còn cái gì đấy nữa? Trong cái cây à? Lots of leaves and bark scraped off here. And someone pulled out the branch. No. From climbing it. Có ai đó đang trèo lên cây. Ôi dồi ôi. Đi đường trên cây luôn. Khỉ à? Chúng ta đang theo dấu cái gì vậy rồi? Có thể xuống đất đi bình thường được mà. Tại sao phải leo lên cây thế này kia chứ? Đấy, cuối cùng dũng xuống đất thôi. Rồi, đi lên đây. Có lẽ đây chính là hung thủ thực sự đây. Hung thủ thực sự là một con khỉ. If you were waiting here, you'd have a good view of the Karja camp and the clearing. Đâu? Cái chắc dẫn mình đi đâu? Ủa? Có thấy đâu nhở? Ở đây. Đây rõ ràng là một người. Cái gì đấy? Cút rồi. Giờ sao?
Đây. Có tiếng người. Someone's here. Ai đó của tộc Banuk. Not Banuk, then she won't be missed. Có vẻ đây là hung thủ thực sự. Incoming. Có mấy người đây. Ủa mày khỏe thế. Châu chó thế nhỉ. Ủa đau. Né đi thế rồi. Ôi chưa. Ủa. Khỏe quá. Ủa. Toàn là những lính cư khôi. Chưa chết, mình sẽ lên mình tra họ. À không phải, chưa chết. À đây, nó đây. You've been killing Karja. And for what? Revenge for the war? Who gets to declare that one tribe no longer hates another? I'll tell you. Not the ones who fought. Not the ones whose songs are silenced. My kin. For what you did, another Banuk has been sentenced to certain death. What about his song? That's why you followed us. For that punch-drunk idiot Innitut. Đó, tiếng tù vàng ấy là báo hiệu thằng kia nó sẽ bị đuổi khỏi bộ tộc. Mình sẽ cần phải tìm một vài cái bằng chứng để chứng minh là thằng kia vô tội. Đâu? Châu Phi đâu? Đây là cái gì đây? À, đây là cái đầu của thằng Kaza. Must have belonged to Ruas, so it was a Karja soldier's. Not that it's any excuse. Did they keep any clothes from their victims? This Karja gear is not warm, but if Innitut's naked on a snowfield, he'll take what he gets. Okay, time to get moving. Rồi, bây giờ mình còn phải đi tìm đồ đạc cho cái ông kia nữa. Khá là xa đấy, nó ở đâu nhỉ? Úi dồi ôi, nó bị đi đến tận đây cơ. Rồi, mình sẽ đi theo cái quét.
I'll tuck that away. Mình bắt đầu muốn tháo cái bộ đồ này ra rồi đấy. Cân bản lúc nãy đánh nhau nhìn nó chán quá, không thể nào mạnh vào cái bộ này được. Sắp đến chưa? Ui, còn lâu. Maybe I can trade this blue game. Mình nghĩ ở trong góc này lại có một con boss nào đấy lắm. Chắc chắn là lúc mà đi cứu thằng này sẽ phải đánh một con quái gì đó. Đây. Con gì kia? The Lean Hawk. I'm ready. Gotta be. Take someone if you wanted to lose them forever. I'm not getting up that frozen waterfall. Maybe along the sides. Chờ lên đâu? Đi sang đây. Đây là cái nơi mà có vẻ như là cái nơi mà tất cả những người mà bị đi đầy là sẽ đều phải đến cái chỗ này. Không chết à? Không chết à? Hai ông tướng này phiền quá. Mày. Hiện tại giờ mình phải leo núi nào đây? À đèo à? Vẫn chưa đến nơi, vẫn còn một đoạn nữa mới đến nơi được. Thiết kế map rất là hay đấy chứ. In it. Kìa. Ông ấy trốn ở kia. Không biết đã chết rét chưa. Ui dồi ôi, khổ thân thế.
Em mang đồ đến cho đây này. Is it really you or has the bone shell got through my skull? I found the real killers. No one else has to die because of this. Take these. A dead Karsh's clothes. Haven't I been beaten down enough? But I won't argue. Where thought I'd saw my ancestors. They said it would surprise you ended up here. You better hurry. Machines. Đông quá. Con nhóm người này. Ba mũi tên. Hả à, thằng vào mặt. Khi chết là cái chắc rồi. Khi chết là cái chắc rồi. Mày. Mày. Hết chưa? Không còn nữa. Ôi giời ơi. Hai con đúng không? Ok. Cũng thử thách đấy. Kìa. Quá vậy là xin chào này. Từ từ nha. Chơi đạn hạng nặng thôi. Xong rồi em. Thằng kia đang đấu vất vả. Ồ, tôi đến đây. Tôi đến đây. Anh em bình tĩnh, có tôi ở đây rồi. Nó chết ngay thôi, nó chết ngay thôi. Xong. Tạm biệt. Vũ khí bí mật chỉ lôi ra đánh với những con quái khó. Rồi xong. Now that was a fight. Your trial's over. It was other Banuk who killed that man. Killed him because he was Karja. You know why I took the first swing at him? He challenged the honor of the Banuk. The honor. That's what I thought. Come on. Let's get you back. Once I'm off the mountain, I'll
find my own way. I need to think. It's not something I'm used to. Who knows what could happen? I'll see you at town then. You'd better make it. All right? I give my pledge. Mày tốt nhất là nên sống sót. Hiểu chưa? Mất công ta đi giết người xong rồi về đây cứu mày. Xong cuối cùng mày lại chết vì một con thú nào đấy thì thôi đấy. If Inatut survives, he's forgiven. But I want to prove to his chieftain that he wasn't guilty in the first. Giờ chúng ta sẽ bay về và nói chuyện với người có trách nhiệm, với cái ông Saman ấy, cái ông mà đã ra quyết định là đẩy ải thằng này, trả lại sự trong sạch. Đâu? Đây. Inatut told you the truth. This is the headdress stolen from the murdered man. You'll find more in a ravine north and west of here, along with the bodies of the killers. The exile still served its purpose. He was guilty of our suspicion. Fate has fallen like snow, and should Inatut return, he will be absolved. You can't be serious. He speaks for the Werek, my Nora friend. You look ridiculous. If you would return to my Werek, you will behave as a Banuk does. How does a Banuk behave, my chieftain? Like I did? Accepting a sentence for a crime he did not commit. Or those others who killed in cold blood for crimes that their Karja victims did not. I think what I wear will not make me more or less of a Banuk. For his own sake, it would be wise for him to think less, Nora, friend. I'll talk to him, but not for you. Cái gì đấy, mình giờ mình phải đi an ủi thằng này nữa à? Chán đời à? I defied my chieftain's will, spurned my Werek. How are you feeling? As if I've been pounded the guts. I could just keep walking, but when my anger has thawed, it will leave me with nothing. Where else would I go? Hãy đi đến nơi đâu mà you can decide for yourself. Cảm thấy là anh thuộc về. It might not be with the chieftain and the shaman. Không cần phải trở thành một người Banuk. Whether you stay with this Werek or thật, đi về phương Nam ở ấm áp hơn. Ở đây làm gì? Do I start with the left or the right? There's more to you than your fists, Inatut. That's why I believed you. It was my chieftain who taught me honesty. Said a Banuk should not be treacherous when the ice is treacherous enough. I'll sit with my bruises for a time, then talk with her again. As for you, Nora girl, will you accept this gift? A little scrawny weighed against the great boon you gave me, but I'm honored. Tặng mình quà gì em biết. Ok, xong chuỗi quét. Lại có một cái quét mới à? À không phải. Thế thì hết quét rồi, hết sạch quét rồi. Chính xác là hết sạch quét rồi. Còn mỗi cái file break này thôi là xong rồi. Trong khi bản đồ thì đang có. Để coi. Thực sự là mình muốn chui lên đây để thịt nốt cái tower này. Bay lên đây đã nhá. Đây sẽ là một đoạn đường dài đấy. Cứ đi thẳng. Ừ, biết đâu vào đây lại có quét thêm thì sao? À đâu, đây là cái bandit cam rồi. Làm gì có quét nữa. Bây giờ là phút thứ 50, chắc mình chạy thẳng đến đấy. Chạy thẳng đến đấy là vừa hết giờ rồi anh em ạ.
Mấy cái này nhìn giống ruộng bậc thang nhỉ. Mặc dù bậc nó không đủ. Ở đây lại có dấu vết của một con thôn lách này. Làm ớt. For Blue Gwyn. Đồng thế. Đây là mấy con Chandler bình thường thôi, chưa bị Diamond. Một con dê. Cuối cùng nó không chết kìa. Định mệnh không bắt nó chết. Số không phải số chết anh ạ. Dê thế nhở? Thế mày đã sống sót rồi nhưng mày lại đi trên cái con đường mà tao chuẩn bị đi nên là mày lại phải chết thôi. Tuyết dày quá, tuyết rơi rất là dày đặc. Đây, lối đây. Nhìn sợ vãi, cứ tưởng là đường cụt. Úi giời. Ok, rẽ vào đây là đến. Xung quanh đây nhiều quái quá nhở. Nhưng là quái thường thôi. Cái cung này xịn vãi anh em ạ. Cái cung này khi mà mình kéo căng nó ra thì đam nó lên rất là nhiều. Đây, bình thường mình kéo nó chỉ như này đúng không? Đấy, nhưng mà khi nó thêm hai cái dấu gạch nữa. Đấy, đấy là lúc cái đam nó được búp thêm một ít. À không phải một ít đâu mà rất nhiều đấy. Tiếng bước chân sụt soạt rất thật. Để xem là mình còn bao nhiêu thời gian. Còn có 5 phút thôi. Chắc là không thể đánh được bọn này đâu. Không thể đánh kịp đâu. Ngó thử xem nào. Ok. Đi lối nào ấy. À đây. Kia, chúng nó ở ngay dưới đây rồi. Let's do this. Nhưng mà à đây. Ô, con gì đấy? Con Rock Breaker. Phải trưởng ạ. Ông ra nhanh, ông ra nhanh, ông ra nhanh, ông ra nhanh. Xong rồi. Đâu rồi, con kia đâu rồi. Lúc Faker thì phải dùng đặc sản thôi.
Không, mình không giết được nó đâu. Cũng may nhưng mà chỉ có một con nhỉ. Trồi lên xem nào, đánh nhau với tao đi xem nào. Đánh con này sẽ mất thời gian hơn bình thường anh em ạ. Không phải là mình đánh kém mà là nó cứ trốn như này thì đánh làm sao. Làm đạn rồi. Không thôi, chết đi, nổ. Xong rồi đấy. Those are Banuk spears sticking out of that thing's back. I'm not the first to try to take you down, am I? Thế là mình cũng giết được nó. Thì đây xong rồi, hết rồi. Chẳng còn gì ở đây nữa rồi. Đúng không? Ok. Yeah, mình yên tâm là quay trở về tìm tiếp những thứ còn lại. Ok. Good. I can use this. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo thì mình sẽ có thể quay lại đây này. Rồi mình sẽ lấy nốt một cái ở đây nữa này. Còn cuối cùng thì chúng ta đi theo quyết chính thôi, chứ bây giờ cũng chẳng còn gì nữa rồi. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip. Nếu anh em thích con game này, hãy like, share và subscribe, ủng hộ kênh. Và anh em muốn mình làm những con game nào trong thời gian sắp tới thì comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.